em đi mắc về với thành phố Vinh thân yêu, đi về đăng ký xe đây, xe này bắt đầu về đăng ký. Chúc anh em đi tốt dùng bền. Lại bàn giao một em đó về thành phố Vinh. Vâng, đây chiếc D-Max lại được em Lợi bàn giao về Nghệ An. Hôm nay em bàn giao chiếc D-Max về cho anh Nghệ An nhé. Chúc anh đi tốt dù về. Và lúc nào có nhu cầu đổi đời lên xe thì lại alo bọn em. Chúc anh em Nghệ An sức khỏe, vạn vọng bình an trên mọi đường.